đau à? Đau thì nó liên quan nữa mà. Phần này là phần giải 12 cơ bản trong cái bài khai thông các bạn nhé. Phần này mình sẽ tách riêng để cho các bạn dễ hiểu. Cái bài xử lý nhiệt này sau khi chữa trị bệnh đau tay các bạn ạ. Phốt trụ hội sinh. Các bạn thân mến, đến giờ phút này là đã thực hiện xong cái bài khai thông và thực hiện chữa bài đau bàn tay, cổ tay. Và có lẽ là để mà kịp thời ngay thì chúng tôi sẽ chia sẻ cái phần trên YouTube của bài xử lý 12 huyệt cơ bản.